Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Nếu các cậu là một người thường xuyên cập nhật tin tức và xu hướng mới nhất về các bộ phim hoạt hình được phát hành trong vài năm qua, chắc hẳn các cậu sẽ nhận ra rằng đang có một luồng sóng ngầm âm thầm đổ bộ khắp cộng đồng người hâm mộ hoạt hình Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Và đó chính là sự trỗi dậy của các nhân vật lắm lông như là em Luke, mèo đi here hay đặc biệt là chú chó sói đại diện cho thần chết Death trong Puss in Boots: The Last Wish, nhân vật đang được nhận lại sự yêu thích của rất nhiều người trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng các nhân vật được tạo ra dựa trên các sinh vật không phải là người này có hẳn một trang mục riêng để chỉ về họ, và đó chính là Fury. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng chúng tớ tìm hiểu xem Fury là gì và tác động của nó là như thế nào đến suốt lịch sử của ngành hoạt hình trên toàn thế giới nhé. Let's go! Fury là một thể loại đặc biệt trong các bộ phim hoạt hình. Khái niệm này đã xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước và vẫn được xem như một phần không thể thiếu trong các sản phẩm hoạt hình hiện nay. Để định nghĩa Fury một cách chính xác, chúng ta có thể hiểu đây là phân loại mà tập trung vào các nhân vật hoạt hình có ngoại hình giống hoặc dựa trên các loài động vật, thường được gọi là anthropomorphic, mà trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là giống người, hoặc có thể hiểu nôm na là nhân hóa động vật. Trong suốt những năm Fury phát triển, các nhân vật thuộc phân loài này đã dần trở thành một phần quan trọng không thể thiếu của văn hóa đại chúng, và Fury cũng tiếp tục được phát triển theo nhiều hướng khác nhau, không chỉ riêng nhân vật hoạt hình mà còn lấn sân sang nhân vật anime hay thậm chí là Doggy Druger aka Deckard 100, đội trưởng chó ngầu lòi mà ai ai hồi bé cũng thích. Nếu các cậu còn nhớ, thì trong những bộ phim hoạt hình ngày xưa, chúng ta không khó để tìm được một nhân vật được xây dựng dựa trên một loài động vật nào đó. Điển hình nhất chính là tượng đài hoạt hình Tom and Jerry, có lẽ chính là một trong những bộ phim hoạt hình đầu tiên đưa trẻ em Việt Nam tiếp xúc với các nhân vật mang tính chất này. Hay biểu tượng của ông lớn Disney, chú chuột Mickey, cũng là một con chuột được nhân hóa và có khả năng bộc lộ cảm xúc như một con người thứ thiệt. Điểm chung của các bộ phim thời kỳ này là đều tập trung vào việc mang lại cảm giác vui nhộn, màu sắc tươi sáng và những bài học giáo dục cho đối tượng người xem chủ yếu là trẻ em. Những nhân vật như Tom and Jerry, Bugs Bunny, Scooby-Doo, Mickey Mouse và nhiều nhân vật khác đã trở nên phổ biến và nhanh chóng được yêu thích. Lý do một phần có lẽ là vì cách xây dựng ngoại hình đặc biệt của những nhân vật này. Các nhà làm phim đã biến đổi các động vật làm mẫu ban đầu trở thành những nhân vật có hình dạng giống với con người hơn, từ đó tạo nên sự gần gũi và cũng dễ để tương tác với trẻ em một cách dễ dàng hơn. Để nói về lần xuất hiện đầu tiên của Fury, thì chúng ta nên quay về những năm 1980. Thời ấy, khi các nhà sản xuất hoạt hình đang cố gắng mang đến những nhân vật thú vị và mang tính độc đáo hơn, khi mà thị trường hoạt hình lúc này đang dần bão hòa. Và kết quả là họ đã nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu như tạo ra một nhân vật có ngoại hình giống với động vật, nhưng lại có thể giao tiếp và tương tác với mọi thứ xung quanh như một con người. Và thế là các bộ phim hoạt hình như Thundercats và The Secret of Nim đã ra đời, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên các nhà sản xuất phim hoạt hình sử dụng các nhân vật có ngoại hình giống như động vật để đem lại sự mới mẻ và khác biệt cho các sản phẩm của mình. Những bộ phim hoạt hình này đã khơi nguồn cho một phong trào mới được gọi là Fury. Tuy nhiên, do độ tiếp cận của những bộ hoạt hình này còn chưa đáng kể, nên cộng đồng yêu thích các nhân vật vẫn chưa phát triển nhiều. Trong những năm 1990, với sự phát triển nhanh chóng của Internet, thì những người hâm mộ Fury đã có thể kết nối với nhau để tiếp tục phát triển và tạo thành một cộng đồng lớn mạnh hơn từng ngày. Nhiều bộ phim hoạt hình như Teenage Mutant Ninja Turtles hay Sonic the Hedgehog xuất hiện với đa phần các nhân vật chính đều là những loài động vật để thu hút khán giả. Và kết quả hoàn toàn như mong đợi, cả hai series này hay còn được biết đến rộng rãi ở Việt Nam với cái tên là Ninja Rùa và Nhím Sonic đã trở thành một tượng đài phim hoạt hình mở màn cho hàng loạt sản phẩm ăn theo, từ đó mang lại một lượng lợi nhuận khổng lồ cho nhà phát triển. Bên cạnh hàng loạt các bộ phim hoạt hình đưa yếu tố Fury vào nội dung và trở nên thành công gây tiếng vang, thì cũng xuất hiện những series fan service nhắm riêng đối tượng là cộng đồng yêu mến Fury như Squadcast, The Radical Squadron và Biker Mice from Mars. Các bộ phim này đều có những nhân vật chính là Fury và đã trở thành các tác phẩm văn hóa quan trọng trong cộng đồng Fury. Thể loại Fury còn được phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm 2000 khi mà Fury đã bắt đầu trở thành một phần của nền văn hóa Internet. Với sự phát triển của mạng Internet và các diễn đàn trực tuyến, những người yêu thích Fury đã có thể kết nối và chia sẻ sở thích của mình với nhau. Các trang web và những diễn đàn Fury cung cấp cho cộng đồng Fury một nơi để giao lưu và chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật hay truyện tranh của họ. Điều này giúp Fury trở thành một cộng đồng mạnh mẽ và đa dạng. Fury là một phong trào văn hóa nghệ thuật được đánh giá là rất phức tạp và đa dạng. Giống như bất kỳ phong trào nghệ thuật và văn hóa nào khác, Fury cũng không tránh khỏi những tranh cãi, đặc biệt là khi nó được đưa ra ngoài cộng đồng thế giới. Có nhiều người không đồng tình với sự xuất hiện của cộng đồng yêu thích Fury khi mà họ cho rằng việc yêu thích các nhân vật dựa trên thú vật là kỳ quặc và quái dị.
Ngoài ra một số người cũng cho rằng việc yêu thích Fury là một triệu chứng thể hiện rằng một người mắc bệnh tâm lý hoặc tệ hơn là bệnh tình dục. Tuy nhiên, điều này đã bị các chuyên gia tâm lý học phản bác bởi tất cả những cáo buộc trên là vô căn cứ. Thực tế, tất cả những điều trên chỉ là quan điểm của một số người và sẽ không thể đại diện cho cách mà toàn bộ mọi người nhìn nhận Fury. Đồng thời thì cộng đồng Fury cũng đã đặt ra các vấn đề này để thảo luận và tranh luận một cách công khai trong cộng đồng vì mục đích phát triển văn hóa Fury theo hướng tốt đẹp hơn. Nhiều nghiên cứu cũng đã được tiến hành để đánh giá về cộng đồng này và xác định các vấn đề cần được giải quyết để tiến tới một sự phát triển cộng đồng bền vững và tích cực. Trong những năm gần đây, văn hóa Fury trong hoạt hình đã tiếp tục phát triển và trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng yêu thích phim ảnh. Các bộ phim và chương trình truyền hình có nội dung liên quan hoặc các nhân vật đều là động vật được người hóa đã được sản xuất và phát hành rộng rãi, thu hút được một lượng quan tâm đông đảo, bao gồm cả những người không phải là fan của thể loại Fury. Một số bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng liên quan đến văn hóa Fury trong những năm gần đây bao gồm Zootopia đình đám của Disney, bộ phim Sing của hãng Illumination, series BoJack Horseman của hãng Netflix hay series có lượng fan khổng lồ như My Little Pony, Friendship is Magic của hãng Hasbro. Trong số những nhân vật được yêu mến, chắc chắn chúng ta sẽ phải nhắc đến cặp đôi cáo và thỏ, Nick và Judy. Đây có thể nói chính là sự thành công lớn nhất cả về mặt văn hóa đại chúng cũng như doanh thu đối với bộ phim mà toàn bộ các nhân vật hoàn toàn là động vật. Chính Zootopia đã đưa văn hóa Fury càng mở rộng hơn và khiến cho ngày càng có nhiều bộ phận người xem chấp nhận cộng đồng yêu thích những nhân vật hoạt hình đặc biệt này. Tuy nhiên, nếu như đã nhắc đến Disney trong đường đua Fury thì chắc chắn sẽ phải kể đến đối thủ chuyên cả khịa của họ, hãng DreamWorks. Mặc dù là kẻ sinh sau đẻ muộn, nhưng hãng này chưa bao giờ khiến người xem phải thất vọng khi đã tạo ra một series Shrek phá vỡ mọi cái nhìn của người xem về khái niệm hoàng tử công chúa mà Disney đã xây dựng bấy lâu. Trong đó không thể không kể đến, bản thân nhân vật chính Shrek cũng được phân loại là một Fury khi anh là một con chằn tinh lớn có lông xù màu xanh lá cây và sát cánh với anh ta chính là một chú lửa ngây thơ và ngốc nghếch. Trong xuyên suốt các phần phim, rất nhiều nhân vật dựa trên các loài động vật lẫn viễn tưởng và đời thường đã được xuất hiện trong Shrek. Họ không chỉ đơn thuần là những nhân vật hư cấu, mà còn mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về sự đa dạng trong hình dáng và việc phải biết chấp nhận bản thân. Ngoài Shrek, thì DreamWorks cũng đã góp phần tạo ra các nhân vật cướp đi bao nhiêu con tim người hâm mộ, như Thần Long Đại Hiệp có cái bụng bia như gấu trúc Po, siêu trộm hòa lương em lớp đến từ bộ The Bad Guys hay chú chó sói Dead nổi như cồn. Không khó để bắt gặp những video của thần chết Puss in Boots ở bất kỳ nền tảng nào, từ TikTok, YouTube đến Facebook. Chỉ cần một từ khóa Dead trong Mèo đi here thì chắc chắn là các cậu sẽ nhận được hàng chục kết quả. Cũng chính những điều trên đã tạo lập một lượng người hâm mộ khổng lồ mới đến từ mọi độ tuổi. Với sự mạnh mẽ của văn hóa Fury thời gian gần đây, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi liệu thời gian sắp tới, những nhân vật lấy cảm hứng hay dựa trên các loài vật sẽ ngày một nhiều và thống trị xu hướng phim hoạt hình hay chăng? Dù đây là một trào lưu văn hóa tích cực khi khuyến khích mọi người sáng tạo và cởi mở hơn với đa dạng thể loại nhân vật trên màn ảnh, tuy nhiên bất kỳ điều gì cũng có tính chất hai mặt của nó. Fury cũng có những nội dung nhạy cảm và tiêu cực. Bởi vậy, để tránh những nội dung đó, chúng ta sẽ cần phải có sự tìm hiểu và chọn lọc những gì mình muốn xem để tránh làm mất đi hình ảnh đẹp của cả một cộng đồng. Còn các cậu thì sao? Các cậu cảm thấy như thế nào về những nhân vật nhiều lông này? Liệu họ sẽ tiếp tục được yêu thích trong tương lai hay không? Hãy cho chúng tôi biết những chia sẻ của các cậu ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.